Hãy chào các bạn. Lâu lâu Hoàng mới có một cái cây Grand Pinot điện. Thì hôm nay có là Hoàng review luôn cho các bạn coi ha. Cây đây là cái cây DGP7. Thì Hoàng liệt kê cho các bạn nè. Nó có DGP1, DGP2, DGP5. Trước mặt Hoàng đây là cây DGP7. Trong các cây DGP thì Hoàng thích cái cây này nhất. Rồi các bạn xem nè. Đây, khi mà mình đóng nắp, bây giờ mình mở nắp lên cho các bạn xem ha. Rồi, cũng có cái chống giống cái Grand Pinot cơ vậy đó, nhưng mà đây là Pinot điện ha. Cây này kích thước của nó khá là to, màu đen bóng. Cây này sản xuất năm 2005, tính ra vậy là rất là mới. Cái cây này Hoàng có thông tin ở trên mạng á, thì nó chỉ có một cái trang web Yamaha của Nhật họ đăng thôi. Vậy Hoàng nghĩ là cái cây này họ sản xuất để bán nội địa trong nước, chứ họ không có bán phổ thông đại trà cho các nước khác đâu. Và cái cây này nó chỉ có một tiếng một thôi. Bây giờ mình sẽ nghía xuống cái phần dưới nè, Hoàng sẽ nói cho các bạn. Nó có cái nút này là tắt mở, on off. Tiếp đây là cái nút vặn to nhỏ. Rồi hai cái khe cắm. Đây là cái nút chỉnh reverb. Hết rồi đó. Cây này đọc một tiếng là tiếng piano thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Cây này sản xuất năm 2005 nha các bạn nha. Rồi bây giờ Hoàng đàn luôn cho các bạn nghe. Chắc cũng không cần đàn nhiều đâu. Nói thật chứ đương nhiên nó đã lên tới cái dòng này nó phải hay rồi. Lúc đó, chẳng cần phải biểu diễn gì cho các bạn show cây này làm gì. Thì Hoàng nói sơ sơ cho các bạn. Nếu mà pino điện ha, nó thấp nhất các bạn cứ quy đi về ngàn đô cho dễ, thấp nhất ngàn đô, mắc nhất đó cỡ khoảng 5-6 ngàn đô đi, khoảng trăm mấy chục triệu á. Đó là dành cho cái upright, tức là cây dáng đứng hay là những cái cây dáng giống như vậy. Còn mà lên tới grand á thì nó rất là mắc, nó mắc khoảng 200 mấy chục triệu. Đến cây hiện tại thì Hoàng thấy nếu mà tính sang tiền Việt nó tầm 500 triệu một cây. Nó không hề rẻ đâu. Rồi, lâu lâu mới vỡ được cái cây này. Làm luôn cho các bạn cho nó nhanh nha. Rồi thử nè. Vừa chưa ta? Rồi nếu mà Hoàng để không có reverb thì là vậy. Có reverb nè. Nó vang quá đúng không? Rồi tùy sở thích mỗi người hay là tùy cái hoàn cảnh mà mình gia giảm gia tăng cái reverb đó nhé. Rồi kêu to quá, đâu chứ phải mở nhỏ đã, cái công lực của nó hơi bị lớn. Cái bài gì đàn cho các bạn nha. Ngắn rồi. Rồi các bạn ơi, cây này chắc cũng không còn gì để nói. Tiếng thì nó có một tiếng. Đẹp thì nó rất là đẹp. Đắt tiền không? Cũng đắt tiền. Rồi to không? Cũng to luôn. Thôi cây khác thì có nhiều cái thứ để nói, còn cái cây này thì cái gì nó cũng nhất hết rồi, nên thôi khỏi nói nhiều ha. Rồi cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Hoàng. Hồi nãy có khách đến mua, bảo là coi clip xong rồi mua luôn ủng hộ anh. Rồi cảm ơn bạn đã rất nhiều. Và cảm ơn bạn đang xem. Có ngày là các bạn thích quá, các bạn cũng mua của Hoàng đấy.
DGP7, đó là cây piano điện dáng grand, dáng grand. Đó, đang tính làm á thì có khách vô họ mua luôn cái cây này rồi, Hoàng làm review cho cây này rồi á mà chưa kịp up lên là có người mua rồi đó, thích chưa? Quay xung quanh cái cây này. Cây này á là grand piano điện. Cái chỗ này là mình mở lên được nha, nhưng mà để phần cho các bạn coi nguyên cái body trước đã. Quay dễ bị rung tay quá. Cây này hiếm lắm nha các bạn. Lâu thiệt lâu nó mới về một cây. Lâu. Cái cây này Hoàng coi á là năm sản xuất của nó là năm 2005. Đấy. Năm 2005. Rồi. Cái cây này các bạn xem nè, phím của nó hoàn toàn bằng gỗ hết. Cảm ơn các bạn nha. Rồi chúc các bạn thật là vui.